Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 38 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt các bạn cũng có thể ủng hộ cho Khánh Duy bằng cách donate bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 38 ngay sau đây. theo phần trước Lại nói đến An nguy của Chu Thi Văn và Phương Thần Lúc bây giờ không phải là vấn đề lớn cho lắm Phương Thần hiện giờ đã có tu vi của Nguyệt Kỳ ngũ phẩm Hơn nữa có thể miễn cưỡng tới khởi thiết huyết chính kỳ Cho dù là cường giả đan đỉnh kỳ Dựa vào thiết huyết chính kỳ này Hắn cũng có thể đánh bừa một hồi Đám người triệu trưởng phong của Khai Dương Tông Căn bản không có uy hiếp gì với bọn họ Huống chi đám người triệu trưởng phong Hiện tại được được cho là vây cánh của Diệp Húc Những người khác căn bản không nhúng tay vào một thanh niên vũ sĩ chính đạo đi tới bên người diệp phúc cười nói những người trong ma đạo này chỉ biết tự giết lẫn nhau một đám chó gà mà thôi ồ oh, vị sư đệ này người biết là lịch của diệp lão ma hay không diệp phúc lắc lắc đầu nói Hề, chuyện của ma đạo tiểu đệ làm sao mà biết được nói vậy hẳn là một lão ma đầu rồi vị sư huynh này xưng hô thế nào vậy tính châu đấy ra đệ tử đới khôn kỳ vũ sĩ trẻ tuổi kia cười ngạo nghễ nói Hừm, nếu ta gặp được diệp lão ma tất nhiên phải cho hắn biết lợi hại của đế khôn kỳ ta rồi khiến cho hắn hối hận vì đã sinh được ra đời này diệp phúc sắc mặt của quái ánh mắt chấp động người vu sĩ trẻ tuổi này nhìn sau lưng của diệp phúc chỉ thấy sau lưng lôi lực dị động hình thành một lôi cầu sáng như tuyết vội vàng chắp tay cười nói ồ oh, sư đệ là người của phái thanh thành sao lôi hệ lực thật tinh thuần sư đệ phải cẩn thận một chút vừa rồi có một vị là lý sư huynh của nhạn sơn phái tuyên bố nói rằng hắn gặp bất cứ một đệ tử nào của thanh thành đều sẽ xử lý người đấy mà nhạn sơn phái không phải là giao hảo với thanh thành phái các ngươi nhiều thế hệ hay sao làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy vậy ta thật sự cũng không biết được có thể là vị sư huynh nhạn sơn phái kia đã gia nhập vào ma đạo cũng không biết chừng diệp phúc phỏng đoán một phen hiên ngang lẫm liệt mà nói hey, nếu thực là vị sư huynh nhạn sơn phái kia đã rơi vào ma đạo tiểu đệ cũng muốn trừ ma vệ đạo miễn cho nhạn sơn phái không phải mất mặt vì hắn Ồ, oh, sư đệ thật sự là hào khí bức nhân, khiến người khâm phục mà, không bằng chúng ta cùng đi tới Thanh Đồng Đại Điện, thử vận may đi. Nó không chừng có thể tìm được bảo vật gì đấy. Đối Khôn Kỳ như mới gặp đã quen, đề nghị mà nói, Diệp Phúc đối với Thanh Đồng Đại Đỉnh cũng mơ ước vài phần, cho nên cũng gật đầu. Hai người lúc này hướng tới Thanh Đồng Đại Điện mà bay tới, tu vi của hai người bọn họ không cao lắm, Diệp Phúc tuy nhiên là dung nguyên kỳ, Đối Khôn Kỳ tu vi cao hơn một bậc, cũng vừa tiến vào chân nguyên kỳ không lâu, cực kỳ bình thường. Tu vi của đối khôn kỳ tuy rằng không cao, thế nhưng giọng điệu lại không nhỏ. Dọc đường đi, nhìn đám vũ sĩ ma đạo mà khoa tay múa chân, soi mói, nói người này tu vi không xong, người kia thì như gối thiêu hoa, khiến cho Diệp Phúc phải hết hồn. Hắn lo lắng mấy vũ sĩ ma đạo đó nghe vào trong tay, Lo tới chụp chết bọn hắn. Sư đệ sư đệ, mau nhìn, đó là chư vị sư tỷ của tiểu trúc sơn. Đối khôn kỳ ánh mắt đột nhiên sáng người... sắc mặt đỏ lên, hưng phấn vạn phần mà nói. Diệp Phúc theo ngón tay của hắn chỉ mà nhìn, chỉ thấy tám thiếu nữ dắt tay nhau mà tới thẳng tới một tòa thanh đồng đại điện những thiếu nữ này mỗi người xinh đẹp như tiên dáng người thướt tha da trắng như tuyết có thể nói yêu điệu vô cùng các nàng khiến cho người ta vừa gặp đã yêu mến không đành lòng mà khinh nhờn <laughs> các vị sư tỷ tiểu trúc sơn chúng ta cùng nhau song tu nào đới khuôn kỳ lao tới đám thiếu nữ cao giọng mà nói thiếu nữ mặc quần áo màu lục nhạt cầm đầu đám thiếu nữ nén giận một sợi tơ từ trong tay áo bắn ra chớp mắt đã cuốn hắn như cuốn bánh trưng rồi. Thiếu nữ kia giơ tay chả một cái, đem một khối tảng đá nặng hơn vạn cân nhấc lên, trực tiếp đặt lên trên đầu của hắn. Tiểu tử này bị đặt dưới tảng đá lớn, chỉ còn một chân đạp loạn ở trên bên ngoài. Những thiếu nữ khác cầm lên trách mắng. Ngọc Nhi Tý lại là tên khốn kiếp họ đới này, dọc đường liên tiếp trêu ghẹo chúng ta, không bằng trực tiếp giết chết hắn đi, miễn cho hắn tiếp tục khuyên náo. Ồ, oh, nơi này còn có một đồng lõa, cùng nhau chấn áp đi. Diệp Phúc vội vàng xua tay nói: Ê, "Ấy ấy ấy, chư vị sư tỷ, đừng có hiểu lầm, tiểu đệ là người của phái Thanh Thành, không phải cùng một bọn với hắn đâu." Thiếu nữ quần áo màu lục thản nhiên lướt hắn một cái, mang theo đám thiếu nữ rời đi, nhỏ giọng mà nói: "Thanh Thành và tiểu trúc sơn mộc sư tỷ có đám hỏi không nên gây xích mích với nhau." "Ồ, oh, sư huynh phái Thanh Thành, làm sao lại lăn lộn cùng một chỗ với tên khốn kiếp họ đối này vậy?" Một vị thiếu nữ thở dài, lắc lắc đầu nói: Đối khôn kỳ dãy ruộng một lúc lâu, rứt cuộc thoát thân được, vô cùng vui vẻ nói: Ở sư đấy, ngươi có nhìn thấy không? Hương diễm mà, vô cùng hương diễm. Tiểu trúc sơn sư tỷ không ngờ cởi dây lưng quẩn xuống buộc ta kìa. Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì. Người này quả nhiên không biết chữ tử viết như thế nào mà. Tu vi thì không hơn ai, thế nhưng cái chuyện thị phi thì đúng là hạng nhất. Làm người như hắn sống tới bây giờ đúng là quá giỏi. Đới khôn kỳ trịnh trọng nói. Tiểu Trúc Sơn sư tỷ âm nhu nhẹ nhàng tu luyện tâm pháp rất phù hợp với nhiều môn phái thích hợp song tu nhất kìa nếu có thể quyến rũ được các nàng sẽ là phúc khí tu luyện muôn đời sư đệ về điểm này ngươi phải học hỏi ta nhiều hơn người xác nhận không phải quyến rũ mà là chiêu gẹo chứ giờ phúc có chút bất đắc dĩ nếu không phải hắn đang là người trong chính đạo đã sớm thịt tiểu tử này rồi hắn thầm nghĩ tâm pháp tiểu trúc sơn thích hợp song tu xem ra có một loại hình môn phái của la sát môn rồi Tuy nhiên tâm pháp của La Sát Môn, xá nữ giao trưng đại pháp cũng là tà khí lành mạnh, cùng với tâm pháp chính đạo của Tiểu Trúc Sơn vẫn là có chút khác nhau. Hắn từng giao thủ với La Sát Môn liệu như nhớ một lần bị nhốt trong thiên ma ngây thường vũ, loại trận pháp này, nữ thể ngang dọc, dụ hoặc vô cùng, vô số yếm đỏ cùng bay, những cặp đùi đẹp cộng với bộ ngực sữa trắng muốt suýt nữa làm cho tâm ma của hắn nổi lên, hung hiểm dị thường. Bởi vậy Diệp Phúc đúng là có chút kiêng kỵ với những loại tâm pháp này hai người càng ngày càng đi gần tới thanh đồng đại điện hơn phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy sáu tòa đại điện này được xích sắt buộc vào nhau những sợi xích sắt rất lớn liên tiếp nối những tòa đại điện này lại có vẻ rất khí thế bọn họ tới càng gần càng cảm thấy thanh đồng đại điện này thật lớn sáu tòa đại điện như sáu tòa núi lớn bay giữa không trung làm cho người ta thấy cảm giác vô cùng áp bách mỗi một tòa đại điện đều tụ tập không ít vũ sĩ chính ma phân biệt rõ ràng đồng trụ trước đại điện không biết được chế tạo bằng tài liệu gì, phong cách cổ xưa, to lớn hơn 10 mét, không ít vu sĩ nhìn ra loại tài liệu này quý báu như thế nào, ý đồ muốn luyện hóa. Tất cả lấy chân hỏa ra nung khô chỉ thấy đồng trụ này ở bên trong chân hỏa vẫn đứng lù lù bất động, không chút có xu thế bị luyện hóa gì cả. Có người tế khởi vu bảo ý đồ chặt đứt đồng trụ này, nào biết được rằng, không ngờ vu bảo bị đánh ngược lại rách nát, làm cho mấy người này đau xót không ngừng. Trong vài tòa thanh đồng đại điện khác cũng có không ít vu sĩ làm như vậy đều bị đầu rơi máu chảy cả vị huynh đài này diện mạo hiên ngang tuấn tuấn tú lịch sử tu vi tinh tinh thần chính là quốc gia lớn đống vì vì sao cũng gia nhập quân đội vì nước mà làm việc vậy thanh âm quen thuộc truyền tới diệp phúc theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hạ hầu thường đang lắp bắp khuyên bảo vài tên vũ sĩ gia nhập di chứng của hắn diệp phúc thầm nghĩ người này ăn thịt không để lại xương gia nhập cùng hắn chết cũng không biết rõ vì sao mình chết đâu Bên cạnh Hạ Hầu Thường, dĩ nhiên tụ tập không ít người. Giờ phúc thương hại, lướt mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức ánh mắt quét ngang, chỉ thấy Liễu Như nhứ Vương Vũ, đám người đang tập trung bên cạnh cao thủ đa đỉnh kỳ kia, cũng đang đi sâu vào bên trong đại điện, mà Mộng Sở Vân cùng đám đệ tử Tiểu Trúc Sơn cùng nhau cười đùa, bên cạnh họ tụ tập không ít nam vũ sĩ, một đám hộ hoa sứ giả vây quanh các nàng. Thầm cốc lão ma, chết chưa hết tối. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người xông lên, một gã ma đạo hạ nguyệt kỳ bị bọn họ truy đuổi chạy chối chết vu sĩ kêu khổ nói hai vị huynh đài ta thật sự không biết diệp thiếu báo, diệp lão ma mà chu dâu dặm cửa lạnh nói bậy rõ ràng ta thấy ở ngoài cốc người cùng diệp lão ma vừa cười vừa nói hiển nhiên là với cánh của diệp lão ma mau mau nhận lấy cái chết đi tên vu sĩ kia vội vàng chui vào trong đại điện biến mất không thấy đâu nữa chu thế văn cùng với phương thần hai người này còn chưa đã tay hiển nhiên bọn họ thu hoạch được không nhỏ ở lần này ánh mắt hai người nhìn khắp nơi đột nhiên nhìn thấy diệp phúc ánh mắt sáng lên nhất tề đi tới đới con kỳ lập tức khẩn trương vạn phần thân thể có chút cứng ngắc trong tay bắt lấy một kiện vu binh móng tay xiết tới trắng bệch ta ta không biết diệp lão ma hắn mí môi lắp bắp giải thích nói thiếu bảo là ai vậy chu thế văn lướt nhìn đới khôn kỳ hiếu kỳ hỏi sao 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 -sa -sa thiếu bảo ư Đối khôn kỳ cũng lập tức mê mộng an ủi nói Thiếu bảo này hẳn không phải là Diệp thiếu bảo kia rồi Chỉ chỉ, chỉ là trùng tên thôi Phương thần thẳng như nói Diệp huynh chúng ta cùng đi vào chứ Đối khôn kỳ sắc mặt vàng như đất Sau một lúc lâu cũng không nói lên lời Hắn không ngờ được ma đầu nổi danh ma đạo Lại cùng mình đi rêu rao khắp nơi Thậm chí còn cùng nhau đùa giỡn Với nữ đệ tử Tiểu Trúc Sơn Việc này mà bại lộ hắn không còn chỗ trôn Diệp Phúc vỗ vỗ đầu vai hắn thở dài mà nói Đối huynh Hiện giờ ngươi đã không còn thích hợp Lăn lộn ở chính đạo nữa rồi. Sớm ngày tỉnh táo đi thôi. Hiện giờ trước tòa thanh đồng đại điện này, đại đa số vũ sĩ đã tiến vào bên trong. Còn có mười mấy người đứng lại xem chừng. Cố sử huynh đến đấy. Chu Thế Văn ánh mắt sáng lên cười nói. Diệp Phúc nhìn lại chỉ thấy cố ngôn chi quần áo rách tung, sắc mặt xanh mét, nhanh chóng hướng tới bọn họ. Tu sĩ áo xanh luôn luôn trò chuyện vui vẻ, phất tay một cái làm cho kẻ thù tan thành cho bụi. Lúc này biến thành chật vật như vậy không khỏi ăn không hít đau khổ bà tiền khốn kiếp các ngươi Vị huynh bảo các ngươi không được chạy quanh các ngươi lại cố tình chạy loạn khắp nơi như vậy làm hại ta một đường tìm kiếm thiếu chút nữa bị người ta làm thịt rồi kia cố ngôn chi thấy băng người quần áo chỉnh tề lông tóc không bị tổn thương liền tức giận răn dại một phen lúc này mới chú ý tới đây khuôn kỳ trong mắt chật lén lên hàn quang lập tức cười tuồng tìm nói à, vị huynh đài này là người trong chính đạo sao diệp sư đệ bắt hắn không phải tính toán mang đi bán đấy chứ lại nói lương châu và mục châu lớn như vậy vu sĩ ma đạo thường xuyên bắt vu sĩ chính đạo trở thành hàng hóa mua bán mua người thường thường là một đao làm thịt xem trong ngọc lâu của bọn họ có chứa bảo vật gì không bởi vậy mà cố ngôn chi mới có ý này đới khuôn kỳ sắc mặt vàng như đất diệp phúc cười nói à vị này là đới huynh sư huynh đừng làm hắn khó xử chúng ta đi vào thôi cố ngôn chi không có để ở trong lòng gật đầu nói lần này ba người các ngươi còn chạy loạn lung tung nữa đừng trách với huynh trở mắt bốn người đi thẳng vào trong thanh đồng đại điện bọn họ vừa mới đi vào trong đột nhiên dưới chân cảm thấy lạ không tự chủ được mà nhìn xuống dưới diệp phúc đạp mạnh một cái ở trên hư không ổn định lại thân hình chỉ thấy bên trong thanh đồng cung điện cũng là một mảnh không gian rộng một đám trận pháp đem không gian hơn 10 dặm này nhét được và trần đầy thì quả là chuyện kinh tâm động phách trong thanh đồng đại điện cứ như bị người ta lấy hết đất ra rồi vậy cứ thế đào ra một cái không gian to đùng mảnh không gian này hẳn là bị bảo hồn giới chủ nhân nhét vào hơn 10 tòa trận pháp. Chia làm thiên, địa, thủy, hỏa, phong, sơn, lôi âm, dương, chín loại đối ứng với chín sát, mỗi một chủng trận pháp đều tràn ngập sát khí bằng bạc. Những trận pháp này là do từng mặt tinh kỳ thao túng chủ trì, tổng cộng có đến 72 mặt tinh kỳ trên cung trung mạn thiên phi vũ. Diệp Phúc chứng kiến tiết mãi bên ngoài một cái trận pháp, hẳn là thủy hệ trận pháp, tinh kỳ màu xanh nước biển, mọi nơi tung bay, từ trong mặt cờ phun ra từng đạo thủy sát ngưng tụ mà thành sông, hệt như lam sắc giao long, trên không trung qua lại xuyên lăng, sóng biển bành trướng. Loại nước này tên là hàng hà trọng thủy, trong đó sẽ lẫn thủy sắt khí, mỗi một giọt đều nặng hơn trăm cân, một dòng sông chính là một ngọn núi. Có vài tên vua sĩ rơi vào trong trận, lập tức bị ép tới phấn thân toái cốt, thân hình bạo thành một đoàn huyết vụ, thậm chí liền hạ nguyệt kỳ, hỗn nguyên kỳ cao thủ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể chú ý tránh né, không tránh thoát thì chỉ có một con đường chết tinh kỳ màu xanh nước biển này không ác đến mức chỉ cần có người lướt qua lên bỏ mạng. Trong một trận pháp khác còn có lôi sát, phong sát, âm sát, dương sát, không nhiều không ít, vừa đủ chiến loại. Từng mặt đại kỳ tung bay, đủ mọi màu sắc. Gió cuốn lôi động, sơn băng địa liệt, âm dương hoành hành, sát khí vô hạn. Cũng may những trận pháp này đã vận chuyển không biết bao nhiêu năm tháng, sát khí trong đại kỳ tiêu tán không ít, chỉ còn cực kỳ mỏng, uy năng đã tổn hao nhiều. Hạ Hầu Thường cùng cao thủ cực đoan cường hoành tu vi đan đỉnh kỳ kia đều tiến lên đan đỉnh của mình vừa ngăn cản những tinh kỳ này oanh giết vừa thu sát khí loại sát khí này tương đối tinh thuần nếu là có thể đánh vào trong vu bảo liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường uy lực vu bảo ở không gian bên trong thanh đồng đại điện chính là trận pháp lớn cuối cùng từ xa nhìn lại màu xanh mịt mờ một mảnh như một quần đảo phiêu phù ở giữa không trung chỉ có thể nhìn đến hơn 10 cây cột đồng xanh đứng sừng sững ở phía trên đảo nhỏ nhìn không rõ được bên trong rốt cục là có cái gì những tinh kỳ này mỗi một kiện đều là vu bảo cấp chân giáo cố ngôn chi ngược lại hít vào một ngụm lãnh khí Lầm bầm mà nói những người khác con mắt cũng trợn trừng gắt gao nhìn chằm chặp những tinh kỳ này 72 kiện vu bảo cấp chân giáo suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta nổi giận môn phái nhỏ bình thường có thể có một kiện vu bảo cấp chân giáo đã là một thành tiệu đáng tự hào rồi thế mà ở trong đó thậm chí có 72 kiện huống hồ đây chỉ là trong một tòa thanh đồng đại điện bên ngoài còn có năm tòa động điện nếu như đều là bố trí như vậy, đây chẳng phải là nói trong bảo hồn dưới này cùng lúc sở hữu hơn 400 kiện vũ bảo cấp chấn giáo hay sao? Địa chủ, thật sự là địa chủ mà. Chu Thế Văn thì thào, hai mắt sáng ngời. Đây chỉ là bên ngoài đồng điện mà thôi. Đảo nổi bên trong mới là hạch tâm của đại điện này. Chẳng biết là bảo vật bên trong còn kinh người đến mức nào nữa đây. Bất quá, những cái này mặc dù là tài phú khiến không ai không đỏ mắt. Nhưng muốn thu lại thì không hề đơn giản tí nào. Những trận pháp này mặc dù uy năng tổn hao nhiều nhưng uy lực vẫn lớn đến không thể tưởng tượng. Coi như là Hỗn Nguyên Kỳ cao thủ cũng không dám xâm nhập vào trong trận pháp, chỉ có thể cẩn thận mà tránh né. Chỉ có những đan đỉnh kỳ cao thủ cỡ như hạ hầu thường mới có thực lực tiến vào trong trận pháp, ngăn kháng công kích của những đại kỳ kia. Đây là do những trận pháp vận chuyển quá lâu, sát khí tiêu tán, uy lực đại tổn, chứ nếu uy năng của những đại kỳ này toàn bộ triển khai cho dù là cao thủ cỡ hạo thường đi chăng nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. 72 mặt tinh kỳ cao thấp tung bay, đem từng đợt rồi lại từng đợt vu sĩ thắt cổ, nhưng vẫn không biết có bao nhiêu người xua như xua vịt, tính toán liều chết thu một mặt tinh kỳ. Hào thường cùng một tên đan đỉnh kỳ cường giả khác đang cố gắng thu tinh kỳ, hai người đều tự tế lên đan đỉnh cùng đại kỳ chính diện mà chống lại. Sau lưng của Hào thường là những vu sĩ đã đầu nhập vào tòa nhà lưng tài của hắn còn sau lưng đan đỉnh kỳ cường giả còn lại thì chính là bọn huyết thần bảo vương vũ thực lực hai nhóm này không chênh lệch là bao đều có đan đỉnh kỳ cao thủ tọa chấn nơi đây thật sự quá hùng hiếm các ngươi đều đi theo ta ngàn vạn lần đừng có tách ra cố ngôn chi trầm giọng nói lời còn chưa dứt chỉ thấy áo lam lóe lên diệp húc đã chạy trốn ra ngoài thẳng đến bên trong một mặt viêm dương liệt hỏa đại kỳ chu thế văn cùng phương thần hai người theo sát phía sau ba người các ngươi đúng là thanh niên chưa giáo máu đầu có biết hai chữ cẩn thận viết như thế nào không hả Mau dừng lại Nếu không ta sẽ tức giận đấy Cô Ngôn Chi tức giận đến tay chân phát run Vội vàng đuổi theo Oanh uhm... Tấm viêm dương liệt hỏa đại kỳ này Là tấm có uy lực mạnh nhất trong rất nhiều tinh kỳ Chủ trì viêm dương liệt hỏa đại trận Là đại kỳ đỏ rực như lửa Mặt cờ đón gió run run Từng đoàn từng đoàn hỏa vân rơi xuống Phát ra ẩm mầm lôi âm Bên trong những hỏa vân này Là một hỏa xà hẹp dài đến hai ba trượng vừa xuất hiện thì liền xuất ra vân đoàn đốt đối phương thành cho bụi loại liệt hỏa này chính là viêm dương lôi hỏa uy lực rất mạnh hỏa xà xen lẫn vào trong đó càng khiến cho nó tăng thêm vài phần uy lực ban đầu ở la phù đảo diệp Húc bằng vào lôi hỏa trong viêm dương hồ lô đem một đám đan đỉnh kỳ cường giả đều ngạnh xanh xanh mà luyện chết có thể thấy được uy lực của nó không ít vũ sĩ cố gắng thu vu bảo này thế nhưng còn chưa đến gần đã bị lôi hỏa cùng hỏa sát đốt thành than bụi. Cố Ngôn Chi chú ý thấy có một vu sĩ chính đạo đã tu luyện đến hỗn nguyên kỳ đỉnh cao đang đối kháng trực diện với lá cờ này thì bị viêm dương liệt hỏa đại kỳ luyện cho dầu hết đèn tắt đến cả vu bảo của hắn cũng bị luyện thành tài liệu nguyên thủy nhất. Bà cái tên hỗn đản các ngươi mau dừng lại nếu không ta sẽ giận thật đấy. Cố Ngôn Chi nhìn thấy viêm dương liệt hỏa đại kỳ có uy thế như thế lông tóc dựng đứng mặt mày méo mó, nổi trận lôi đình, gầm hét lên. Ba người Diệp Húc mắt điếc tay ngơ, xông thẳng vào trong Viêm Dương Liệt Hỏa đại trận, lập tức bị vô biên vô hạn hỏa vân vây quanh. Cố Ngôn Chi sắc mặt sáng ngoét, nghiến răng nghiến lợi, xông theo vào trong trận, chỉ thấy Viêm Dương Lôi Hỏa phô thiên cái địa, đè xuống, đem không gian xung quanh bốn người bọn họ đốt cháy sạch sẽ, vặn vẹo mà thầm nghĩ. Ba tên sư đệ này, đúng là vô pháp vô thiên mà, đáng thương cho ta cùng bọn họ đều bị hãm vào trong trận, thật sự là muốn thổ huyết mà. Này thiếu bảo có nắm chắc không Mà lúc đấy Chu Thiên Văn nhìn ngắm bức hỏa vân Một mảnh hỏa sát dài hẹp Hình thành hỏa xà ở trong mây toàn động Kích động nói Cô Ngôn Chi mắt to trận trắng Thu mặt đại kỳ này sao Nghĩ cũng đừng nghĩ Bây giờ còn là bảo vệ tính mạng trước quan trọng hơn kìa Hắn trầm giọng nói Bà vị sư đế không cần phải kinh hoàng Vì huynh luyện chế rất nhiều cổ trùng Hơn phân nửa có thể mở ra một đường máu Lao ra khỏi viêm dương liệt hỏa đại trận này Bất quá vì huynh nhiều năm luyện chế cổ trùng hơn phân nữa đều muốn bị lôi hỏa đốt sạch rồi sư huynh chúng ta lo ra ngoài làm cái gì vậy chu thế văn hiếu kỳ nói ta là hỏi thiếu báo có nắm chắc phá vỡ được tòa trận pháp này lấy đi mặt đại kỳ này hay không mà cố ngôn chi cũng nhịn không được nữa tức giận giết gào của trách mà nói bà cái tên tiểu hỗn đàn các ngươi biết rõ chứ chết là viết như thế nào không tòa viêm dương liệt hỏa đại trận đừng nói là ta cho dù là cường giả đẳng cấp như hạ hầu thương cũng không dám xông vào đâu diệp huynh xông tới hơn phân nữa là có nắm chắc rồi lúc này Phương thần mới thản như nói hỏa vân tới gần một hỏa xa dài hẹp dài đến mấy trượng từ trong mây ngẩng đầu hướng bốn người phun ra từng đạo liệt hỏa không nói nhiều chúng ta xông ra trước sau đó vi huynh lại tính sổ với ba tên hỗn nản các ngươi vậy đỉnh đầu của cố ngôn chi hiển hiện, hiện hạo nguyệt từng con cổ trùng rậm rạp chẳng chịt xuyên lăng trong hạ nguyệt hắn đang muốn nhịn đau dùng những cổ trùng này giải khai một con đường chỉ nghe Diệp phúc cứ nói sư huynh không cần phải phiền phức như thế đâu Diệp phúc lấy ra viêm dương hồ lô đem quả hồ lô này tế lên lập tức một cỗ hấp lực từ trong hồ lô truyền ra giống như nút trôi cầu vồng lập tức đem cả hỏa vân lẫn hỏa sát bên người hết thải thu vào trong hồ lô viêm dương hồ lô này trọn vẹn có thể chứa nạp bảy đầu hỏa giao long phun ra không biết bao nhiêu năm viêm dương lôi hỏa thu chút lôi hỏa này chẳng qua chỉ là chuyện bỡn diệp phúc tiếp tục thúc giục hồ lô đem lôi hỏa trong tòa đại trận quét sạch không còn hắn trầm giọng nói phương huynh chu huynh ta đã phá vỡ viêm dương liệt hỏa đại trận các người nhanh đối phó với mặt đại kỳ này cố ngôn chi thấy trận mắt há hốc mồm nghe nói như thế lập tức nổi trận lôi đình cả giận nói phương sư đệ chu sư đệ đừng có đi Tên tiểu hỗn đàn này là muốn các ngươi đi chịu chết mà Trận pháp mặc dù đã phá Thế nhưng này dù sao cũng là vu bảo cấp chân giáo kìa Chu Thế Văn cùng phương thần Hai người đã phóng lên trời Thẳng đến chỗ của viêm dương liệt hỏa đại kỳ Vù vù Phương thần tế lên ngọc lâu Một tấm đại kỳ loang lổ máu Từ trong ngọc lâu bay ra Bay phất phới Xa xa lại có thể nghe được một cỗ tư vị thiết dụ Chân nguyên hai người lập tức nhảy vào trong Thiết huyết chính kỳ Hợp lực đem vu bảo này tế lên mặt cờ được triển khai khoảng chừng vài trăm mét lớn nhỏ ra sức hướng viêm dương liệt hỏa đại kỳ mà bay tới hai kiện vu bảo cấp chấn giáo tao ngộ không khí lập tức kịch liệt run run phát ra bạo tạc kinh thiên động địa chấn cho bọn người dập húc khí huyết cuồn cuộn viêm dương liệt hỏa đại kỳ dù sao cũng chỉ là mắt trận không ai chủ trì mà thiết huyết chiến kỳ thì có chu thế văn cùng phương thần tế lên miễn cưỡng có thể phát huy ra uy năng lập tức đem uy lực của mặt đại kỳ này áp chế xuống cùng lúc đấy Diệp Phúc tiến lên viêm dương hổ lô, không ngừng hấp thu viêm dương lôi hỏa và hỏa sát mà nó phát tán ra, khiến cho uy năng của nó hoàn toàn không cách nào phát huy được. Liệt hỏa đại kỳ ở trong trận pháp cao thấp tung bay, tránh né thiết thiết chiến kỳ. Chu Phương hai người thì theo sát phía sau, không ngừng thúc dục uy năng của thiết thiết chiến kỳ liên tiếp hướng viêm dương liệt hỏa đại kỳ mà anh khứ. Có viêm dương hổ lô, bọn họ căn bản không cần phải lo lắng viêm dương lôi hỏa sinh ra uy hiếp đối với chính mình. Thể tích của lá đại kỳ này càng ngày càng nhỏ cũng là bị uy lực của thiết huyết chiến kỳ ngăn chặn lại sau một lúc lâu lá đại kỳ rộng đến mấy trăm mét liền bị chấn ép tới biến thành một lá cờ xí nhỏ không đến một thước chu thế văn tiến lên ngọc lâu của mình chùm xuống phía dưới đem lá tinh kỳ này thu vào trong ngọc lâu của mình viêm dương liệt hỏa đại kỳ bị hai người bọn hắn thu đi phiến liệt hỏa đại trận lập tức tự sụp đổ triệt để tan rã cố ngôn chi đã sớm nhìn đến choáng váng thẳng đến lúc hai người đem viêm dương liệt hỏa đại kỳ thu hồi mới phục hồi tinh thần lại không khỏi rơi lệ đầy mặt lẩm bẩm mà nói nhẹ nhàng như vậy liền thu đi một kiện vu bảo cấp chấn giáo chẳng lẽ là ta đã quá già rồi sao hai người trở lại bên người diệp phúc chu thi văn hào hứng hừng hực nói hey, thiếu bảo lại đi đối phó với những tinh kỳ khác thôi ít nhất cũng phải đủ cho bốn người chúng ta mỗi người một kiện cố ngôn chi vội vàng nói sư đệ tìm được một kiện là đủ rồi lần này có cái hồ lô này có thể đối phó với lôi hóa lần sau không thể nhẹ nhàng như vậy được nữa đâu diệp phúc mục quang chấp động hắn cười nói sư huỳnh nói đúng nhiều nhất chỉ có thể thu thêm một lá đại kỳ nữa thôi làm người không thể lòng tham không đáy được cố ngôn chi không khỏi cảm khái thế giới biến hóa quá nhanh chính mình có chút không theo kịp ban đầu ở thanh châu diệp phúc tuy đại xuất danh tiếng nhưng ở trước mặt hắn chẳng qua cũng chỉ là tiểu hài tử tinh nghịch mà hôm nay Diệp Phúc danh đầu so với hắn còn muốn vang dội hơn. Những kẻ theo đuôi giết phía sau tùy tiện lôi ra một người đều so với hắn còn mạnh hơn nữa. Diệp Phúc các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp rõ ràng là từ địa tuyệt cảnh. Hắn hết lần này tới lần khác có thể tuyệt xứ phùng xanh, thậm chí có đại thu hoạch làm cho người ta không thể không phục. Mà Chu Thế Văn cùng với Phương Thần hai người khi đi theo bên người của Ngôn Chi cũng là thành thành thịnh thật. Đối với hắn nói gì nghe nấy chính là to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm, thậm chí làm cho hắn đều giật mình không thôi. Ta giả rồi, nhất định là ta giả rồi. Ai... Cố ngôn chi buồn vô cớ thở dài, tự nhủ nói. Kỳ thực trong lòng của hắn cho tới nay vẫn luôn xem ba người diệp phúc, chu tiên văn cùng phương thần là những tiểu sư đệ luôn cần phải hắn chiếu cố như khi ở thanh châu kia. Không để mắt đến sự phát triển của ba người diệp phúc. Lần nữa gặp lại diệp phúc loại tương phản cự đại này liền hiện ra không thể nghi ngờ, làm cho hắn cảm thấy rất mất mát ba người Diệp Phúc lao thẳng tới đại trận kế tiếp, chủ trì tòa đại trận này chính là một mặt Thanh Phong Minh Nguyệt Kỳ. Mặt đại kỳ này là một bức minh nguyệt chiếu non sông đồ án, uy năng triển khai, một vòng minh nguyệt nhô lên cao chiếu rọi, khắp nơi đều là cuồng phong rất khí, dòng nước xiết tràn. Cuồng phong thổi qua có thể xé nát một cao thủ hỗn nguyên kỳ thành mảnh nhỏ, thậm chí liền vu bảo đều bị phá tan thành từng mảnh. Uy lực tuy kém hơn so với viêm dương liệt hỏa đại trận, nhưng ở trong 72 mặt đại kỳ này cũng là số 1 số 2. Cố Ngôn Chi theo thật sát sau lưng ba người, hắn đã hạ quyết tâm, lần này cái gì cũng không nói, tùy ý cho bọn họ ra tay. Từ lúc gặp lại Diệp Sư Đế, ta nhiều lần nói sai, nhiều lần xấu mặt không chút thể diện nào của sư huynh nữa cả. Tốt nhất giờ cái gì cũng không nói, có khi còn giữ lại được chút ít mặt mũi của ta. Cố Ngôn Chi thầm nghĩ trong lòng. Toát một tiếng, trên đỉnh đầu của Diệp Phúc hiện ra một cây đại thụ cổ lão, xanh um tươi tốt, mang theo bọn họ thẳng xâm nhập vào trong tòa trận pháp này thẳng đến trước mặt thanh phong minh nguyệt kỳ đến mức cuồng phong dẹp loạn phong sát đã không có chút nào uy lực như dẫm trên đất bằng vậy phương thần cùng chu thế văn hai người tiến lên thiết thuyết chính kỳ trực tiếp hướng thanh phong minh nguyệt kỳ bay tới mặt đại kỳ này lại cực kỳ gian hoạt theo gió mà đi không cùng thiết thuyết chính kỳ liều mạng minh nguyệt trong đại kỳ nhô lên cao chiếu giỏi khống chế cuồng phong giấu mình trong phong sát bốn phía chạy quanh cứ như cá trạch chân tuột không dính vào tay bọn người giáp phúc đằng sau chưa đuổi điên cuồng lại thủy chung không thể vượt qua mặt đại kỳ này được cuối cùng vẫn là có ngôn chi ra tay cùng chu thế văn và phương thần hai người hợp lực tiến lên thiết huyết chính kỳ lập tức đam uy năng của mặt đại kỳ này tăng lên gấp đôi diện tích che phủ cũng tăng lên mấy lần trọn vẹn phương viên 500 trăm mét lớn nhỏ từ xa nhìn lại hệt như một tấm màn dính đầy gì sắt cùng với vết máu có sự gia nhập của hắn thanh phong minh nguyệt kỳ lập tức không còn đường trốn trực tiếp bị ba người chấn áp co lại thành một lá cờ nhỏ dài không đến một thước bị phương thần thu vào trong ngọc lâu có ngôn chi dứt cục cũng tìm về được địa vị của mình kích động trong lòng khó thể tự giữ Ai, tốt xấu gì ta cũng không phải là một sư huynh vô dụng cuối cùng có chút mặt mũi để lấy lại rồi tiểu bảo không bằng chúng ta thuận tay thu huyết cả 72 mặt đại kỳ này lại đi chu thế văn trong mắt tinh quang lập lè lên tiếng đề nghị nói phương thần cũng có chút động tâm tư đến cả của ngôn chi cũng là tiêm đập thình thịch nếu là đem 72 mặt tinh kỳ hết thảy thu lại, ngũ độc giáo liền có được 72 kiện vu bảo cấp chân giáo, đủ để có thể nhớ lên trở thành danh môn đại phái mà không phải một môn phái bậc trung nữa. Giờ Phúc lắc đầu nói. Ngoại trừ hai mặt tinh kỳ này, những thứ khác chúng ta không có thực lực để lấy đâu. Ba người thở dài biết rõ hắn nói rất đúng. Thu viêm dương liệt hỏa đại kỳ dựa vào là giờ Phúc dùng viêm dương hổ lô lấy đi viêm dương lôi hỏa, phá vỡ viêm dương liệt hỏa đại trận mà thu thanh phong minh Nguyệt kỳ thì dựa vào định phong bảo thụ của diệp phúc định trụ cuồng sát cuồng phong sát khí bởi vậy mới thoải mái được như thế nhưng những trận pháp khác mỗi một tòa đều khác nhau rất lớn chủ trì trận pháp đại kỳ công năng khác lạ nếu là cố gắng thu phục bọn họ không chiếm được bất luận ưu thế nào cả chỉ có thể cùng các trận pháp cứng ngắc chống lại lấy cứng chạy cứng bất quá bốn người bọn họ hết thảy không có loại thực lực này cho dù có ba kiện vu bảo cấp trấn giáo trong tay đi chăng nữa cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình vô lực mà phá trận oanh một tiếng lại có một tòa đại trận bị phá vỡ diệp phúc nhìn lại hóa ra là chiêu cũ của hạ hồi thường đem một đám quốc gia trụ cột đi theo hắn hết thảy chôn vùi giữ uy năng của kiểu dương lôi quang kỳ rút cục tìm được cơ hội tế lên đan đỉnh đem mặt đại kỳ này ngạnh xanh kéo vào trong đan đỉnh của mình chấn áp rồi rút cục cũng phá trận mà ra hạ hồi thường này thật là ác độc mà Diệp Phúc lắc đầu thở dài, lại có một đám quốc gia trụ cột chết đi. Thủ đoạn của Hạ Hầu Thường này làm cho người ta không lạnh mà run. Hắn tìm được kiểu Dương Lôi Quang Kỳ như hổ thêm cánh. Chỉ sợ ở đây nhiều người như vậy cũng không có một người nào là đối thủ của hắn ta đâu. Diệp Phúc thầm nghĩ, Hạ Hầu Thường tìm được mặt đại kỳ này, mặc dù hắn lòng dạ thâm trầm cũng không nhịn được mừng rỡ như điên, lao thẳng vào các đại trận khác, trực tiếp đem kiểu Dương Lôi Quang Kỳ tế lên, cố gắng phá trận thu kỳ. Bất quá không có những quốc gia trụ cột kia hỗ trợ dùng thực lực của hắn cũng chỉ có thể ở trong trận tự do qua lại vô lực mà phá vỡ trận pháp những trận pháp ở đây có uy năng thật lớn chỉ bằng một mình hắn còn chưa đủ để phá trận hạ hậu thường thử mấy lần rồi cũng đành phải thôi à, đáng tiếc nếu như có thể tìm lại được một đám quốc gia trụ cột nữa ta liền có thể thu thêm vài lá đại kỳ nữa rồi hắn quyết định thật nhanh lập tức vứt bỏ ý nghĩ thu vu bảo la ra khỏi đại trận bay về phía tòa đảo nổi nối liền với đồng điện kia. Mà những người khác có người chết dưới năng của các đại trận cũng có không ít người thuận lợi xuyên qua những trận pháp này chạy tới đảo nổi thanh đồng. Diệp Húc nhìn quét mọi nơi chỉ thấy bọn vương vũ liễu như nhớ đi theo phía sau vị cường giả đan đỉnh kỳ kia cũng xuyên qua được trận pháp bay về phía đảo nổi thanh đồng kia. Cường giả đan đỉnh kỳ kia không có phá vỡ đại trận thu tinh kỳ đó là bởi vì hắn không có tâm ngoan thủ lạt được như hạ ổ thường hơn nữa bọn vương vũ tiết tùng liễu như nhứ đều là nhân kiệt là hạch tâm đệ tử của các môn phái cho dù hắn có muốn bọn họ chịu chết thay đi chăng nữa cũng không dễ dàng đến thế diệp sư đệ đào nổi thanh đồng này chúng ta có đi hay không đấy cố ngôn chi hướng diệp phúc nói chút bất chi bất giác diệp phúc đã thay thế vị trí của hắn thành thủ lĩnh trong bốn người bọn họ bởi vậy cố ngôn chi mới có thể hỏi thăm ý kiến của hắn diệp phúc cười nói đã tới đây rồi vẫn là đi xem một cái đi xem thử tướng mạo vốn có của bảo hồn giới này phương thần đem thiết thuyết chính kỳ trả lại cho hắn lập tức lấy ra thanh phong minh nguyệt kỳ giao cho cố ngôn chi cố ngôn chi đem thanh phong minh nguyệt kỳ tế lên chỉ thấy mặt cờ dài khoảng một thước này lập tức biến thành vài trăm mét lớn nhỏ đại kỳ trên không minh nguyệt treo cao đáng thương ta trở thành Vũ sĩ lâu như vậy còn là lần đầu tiên sử dụng loại vu bảo cấp chân giáo này hắn lẩm bẩm nói bốn người đứng ở trên mặt thanh phong minh nguyệt kỳ cố ngôn chi thúc giục đại kỳ phá vỡ trận pháp bay thẳng về phía đảo nổi còn vầng minh nguyệt này thì thủy chung huyền phù tại đỉnh đầu của bọn hắn tản mắt ra sáng tỏ chó lọi đem rất nhiều trận pháp bức mở đây là điểm mạnh của vu bảo cấp chân giáo cố ngôn chi cũng chỉ có thể phát huy ra một hai phần trăm uy lực uy năng của thanh phong minh nguyệt kỳ mà thôi nhưng liền dĩ nhiên có thể làm được như chư pháp bất xâm nếu là có thể đem uy năng của vu bảo này toàn bộ kích phát uy lực của nó thế tất to đến không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, nơi đây còn có 69 kiện vu báo ngang cấp nữa, không ai có thực lực thu phục cả. Diệp Phúc thở dài nói, trong lòng bọn người Chu Tí Văn cũng cảm thấy tiếc hận, những vu bảo này không ai tế luyện, chỉ là bị chủ nhân bảo hồn giới biến thành thủ hộ trận pháp, sớm muộn gì cũng có một ngày những tinh kỳ này sẽ triệt để hao hết sạch uy năng, chẳng còn chút uy lực nào, biến thành một đống rẻ rách. Chỉ có rơi vào trong tay vô sĩ những vu bảo này được chân nguyên của vu sĩ làm dịu mới có thể tiếp tục tồn tại uy năng sẽ không khô kiệt phương thần một quang chấp động hắn cười nói chủ nhân của bảo hồn giới dùng nhiều vu bảo cấp chân giáo như vậy làm thủ hộ trận pháp chắc hắn trên tòa đào nổi này phải có bảo tàng càng thêm kinh người rồi bọn họ xuyên phá trận pháp Rất cục đi vào bên trong đào nổi chỉ thấy hơn 10 cây trụ đồng xanh đứng sừng sững quanh đào nhỏ đỉnh trụ nhập vào trong thanh minh, mắt nhìn không thấy hết. Có tất cả 24 trụ đồng hợp với số lượng của 24 tiết khí trong năm. Bọn Hà Hầu Thường sớm đã đến chỗ này ước chừng hơn 30 vu sĩ, đều là cao thủ trong cao thủ. Những người này mọi nơi tìm kiếm, cơ mà bảo vật gì cũng không có tìm được, nguyên một đám cứ thế chạy loạn trên đào nổi. Diệp Phúc chú ý tới, Mộng Sở Vân cùng với các thiếu nữ Tiểu Trúc Sơn cũng đã đến chỗ này Nữ đệ tử Tiểu Trúc Sơn hiển nhiên cũng có không ít người thương vong trong trận pháp bên kia, nhân số ít đi khoảng 6 7 người. Diệp Đà chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ? Mộng Sở Vân lướt nhìn lá thanh phong minh nguyệt kỳ, mắt lộ ra dị sắc, cười mỉm mà nói: Ô oh, không nghĩ tới Diệp Đà chủ, cư nhiên có thể thu được một kiện vũ bảo cấp chân giáo. Nếu như tăng thêm thiết thiết chiến kỳ mà ngươi cướp đoạt được kia, thì hiện tại Diệp Đà chủ chỉ sợ là đã có đến hai kiện vu bảo cấp chân giáo rồi. Nét mặt của nàng tươi cười như hoa, hé miệng cười nói: mấy vị sư huynh đệ này của Diệp đại chủ tu vi cũng trả ra làm sao cả? Thế mà lại có đến hai kiện vu bảo cấp chân giáo, e rằng đối với Diệp đại chủ thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Thậm chí đến cả người ta cũng động tâm tư muốn cướp đoạt của Diệp đại chủ rồi đây này. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này nói chuyện nhẹ vô cùng, phảng phất đang xì xào bàn tán, thanh âm nhẹ bất quá thanh âm của nàng lại truyền khắp đào nổi làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được hắn chính là diệp thiếu bảo sao thiếu nữ lục y đứng bên người mộng xảo vân cao thấp dò xét diệp húc chỉ cảm thấy có chút quen mặt đột nhiên nhớ tới đến thật cùng là đã gặp diệp húc ở nơi nào tra lại cái miệng nhỏ nhắn thất thanh nói hắn hắn không phải là vị sư đệ của phái thanh thành kia sao các thiếu nữ của tiểu trúc sơn đều chú mục nhìn diệp húc chít chít động động nghị luận giống như một đám hoàng bằng, thanh âm dễ nghe cực kỳ. Diệp đà chú, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới, rõ ràng lại gặp các ngươi ở chỗ này. Hai kiện vu bảo cấp chân giáo, ha, <laughs> thật sự là một số tài phú cự đại. Bọn người vương vũ từ từ đi tới, một quang lập lòe, đỉnh đầu một dòng sông chân nguyên đang đằng sắt khí. Mấy vị này chắc hẳn chính là chư vị sư huynh sư đệ ngũ độc giáo sao? mục quang của liễu như nhứ cũng đảo qua trên người bọn cố nguyên chi cười khanh khách mà nói ngũ độc giáo xưng bá lĩnh nam đáng thương hôm nay chư vị sư huynh đành phải bỏ mạng ở đây rồi thật là khiến người ta than tiếc mà ông một tiếng vị đan đỉnh kỳ cường giả kia không nói một lời thẳng tiến lên đan đỉnh đỉnh khẩu có gần trăm mét lớn nhỏ trực tiếp đánh úp về phía đỉnh đầu của bọn diệp húc oanh một tiếng đỉnh khẩu biến thành một cái hắc động đen nhánh truyền đến tuyệt cường dẫn lực hắn hiển nhiên là sát khí đại động Tính toán đem sư huynh đệ Diệp Phúc bốn người một mẻ hốt gọn. Cố Ngôn Chi thao túng Thanh Phong Minh Nguyệt Kỳ trực tiếp bay lên, Minh Nguyệt treo cao, phong sát cuồn cuộn, hướng khẩu đại đỉnh mà nghênh khứ. Cùng lúc đó, phương thần cùng Chu Thế Văn hợp lực tiến lên Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ, mang theo vô cùng tận vô cực lôi hỏa, đem khẩu đan đỉnh này bao phủ. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, khẩu đan đỉnh này đồng thời chịu lực phản kích của hai kiện vu bảo cấp chân giáo, lập tức trên thân lan tràn vết nứt tên đan đỉnh kỳ cường giả kia còn chưa kịp phản ứng cứu lấy đan đỉnh đã thụ thương trầm trọng thì một đạo thiết huyết đại kỳ đã quét qua hung hăng nện lên trên đầu đại đỉnh này lập tức đem kiện vũ bảo này chia năm sẽ bảy khiến đan đỉnh kỳ cường giả nọ chỉ một chiêu liền thụ thương búng ra một ngụm máu tươi diệp phút cầm ầm rơi xuống đất tay trụ đại kỳ nhìn quét mọi người trong nội tâm ngạo khí tự nhiên sinh ra hắn mỉm cười nói thật là ngái các người đã đoán sai Sư huynh để chúng ta tổng cộng có ba kiện vu bảo cấp chân giáo kìa Hắn lớn tiếng cười to Đại kỳ không gió mà bay phần phật phất phới Thanh âm kích động vang lên trên không của đảo nổi Chư vị Ở phiến hoang địa này Hãy để cho bốn sư huynh đệ bọn ta tiến tất cả các ngươi lên đường Để mảnh đất này được tăng thêm một số phần mộ Miễn cưỡng cũng có thể tô trí cho phong cảnh Của đảo nổi thanh đồng này càng thêm xinh đẹp một kích của bốn người bọn diệp phúc liền đả thương một cao thủ đan đỉnh kỳ đúng là khó có thể tin được bốn người bọn họ luận tu vi cho dù là cố ngôn chi sắp tu luyện tới hỗn nguyên kỳ đi chăng nữa thì cũng còn lâu mới so được với cường giả đan đỉnh kỳ bình thường nếu đối địch với cao thủ đan đỉnh kỳ thì e rằng chỉ một chiêu cũng đủ khiến cho hắn đi đời nhà ma rồi mà cho dù là cả bốn người bọn diệp phúc cùng liên thủ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chịu nổi một chiêu của cường giả đan đỉnh kỳ nhưng giờ phút này bọn họ rõ ràng đem cường giả đan đỉnh kỳ đánh cho trọng thương đây là uy năng của Vu Bảo cấp chân giáo, có thể khiến cho một môn phái làm bảo vật chấn phái, lực áp quần hùng. Ba kiện Vu Bảo cấp chân giáo sao? Mộng Sở Vân sắc mặt biến hóa, lập tức biết mình lộng xảo thành chuyên, khéo quá hóa vụng. Diệp Phúc bốn người có được ba kiện Vu Bảo cấp chân giáo, mặc dù tu vi bình thường thấp kém, cũng không phải bọn họ có khả năng chống lại được. Bọn Liễu Như Như sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, Diệp Phúc nói tiến tất cả bọn họ ra đi, tuyệt đối là có thực lực này. Diệp Phúc tiến lên trước một bước, có Ngôn Chi, Chu Thiên Văn cùng Phương Thần lập tức đi theo. Hai lá đại kỳ tung bay trên đảo nổi, lá cờ rung động. Một cỗ khí lãng bảnh trứng tuôn ra, chấn cho ai nấy cũng đứng không vững. Bùm bùm. Ở đây tất cả đều là hạng Nguyệt kỳ cao thủ, Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu thậm chí bị ép tới nguyên một đám nổ pung, sắc mặt tái nhợt. Mà dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu của hỗn nguyên kỳ cường gia đình cũng bị khí lãng ép tới biến thành một cỗ dòng nhỏ sắc mặt đỏ lên. Ba kiện vu bảo cấp chân giáo gây cho bọn họ áp lực cực lớn, khiến tu vi của bọn họ cứ thế tuột thẳng xuống. Diệp Húc đi nhanh về phía tên đan đỉnh kỳ cường giả nọ, từng bước ép sát, hắn cười lạnh nói: "Lão tiên sinh, người năm lần bảy lượt truy sát ta, có từng nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay không?" Lão giả kia sắc mặt thảm đạm, khóe miệng mang huyết, nhai răng cười nói: "Loại nhân vật như ngươi, lão phu ngày bình thường bóp chết không biết bao nhiêu, nếu không phải ngươi có được bảo vật cỡ này Lão phu lão phu một đồng ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền chết được Ê, Nếu không phải tu vi của ngươi cao hơn ta Ta một đồng ngón tay cũng có thể nghiền chết được ngươi kìa Diệp Phúc thản nhiên đáp lời Tu vi của ngươi cao có thể truy sát ta Ta có được vu bảo cấp chân giáo Cũng có thể giết ngươi Cái này rất công bình mà Hắn vung lên thiết huyết chính kỳ Hướng lão giả kia bay tới Cùng lúc đấy có ngôn chi cùng chu thế văn phương thần nhất tề tiến lên thanh phong minh nguyệt kỳ cùng viêm dương liệt hỏa đại kỳ đem lão giả kỳ bao phủ thiết một phát đan đỉnh kỳ cường giả này cùng lúc bị ba kiện vu bảo vật cấp trấn giáo vây công ép thành thịt vụn ngọc lâu của hắn nổi tung bên trong dư ra bảy tòa bạch ngọc đài diệp phúc khít thải thu vào trong ngọc lâu của mình đứng dậy đi về phía bọn người mộng sảo vân bọn mộng sảo vân ai nấy sắc mặt kịch biến bốn người diệp phúc tiến lên ba kiện vu bảo cấp chân giáo một kích liền đem đan đỉnh kỳ cường giả chu sát khí thế nhất thể vô lượng hung uy hách khách bọn họ cho dù cùng tiến lên cũng căn bản không phải là đối thủ Chứ vị đều là quốc gia lưng tài làm gì vì một chút chuyện nhỏ mà 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 tự 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 giết lẫn nhau như vậy hạo thường bước đến lắp ba lắp bắp nói đỉnh đầu cho nổi một mặt cửu dương lôi quang kỳ triển khai vô số lôi đỉnh hội tụ trên đỉnh đầu của hắn mặt cờ rộng lớn sáu bảy mét hình thành một mảnh lôi trì. Chư, chư, chư vị, quốc gia cần nhân tài, các ngươi nên ra sức vì nước đi, không bằng buông bu ngân oán, hết thảy gia nhập vào trong tần quân của ta. Thực lực của hắn dĩ nhiên có thể đem vu bảo cấp chân giáo, phát huy ra được hai ba thành uy năng, vượt xa so với bọn Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt biến hóa, nội tình của hạ hầu thường, người khác không rõ ràng cho lắm, hắn còn có thể không rõ ràng hay sao. Người này nhìn như lão thành thật, phúc hậu, nhưng kỳ thật, tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn trồng chất người khác là sói độ lốt kiều mán thì là ác dao khoác da dê ăn thịt người không nhà xương mộng sảo vân mục quang chấp động lặng lặng cười nói hạ hầu tiền bối nếu là có thể chu sát ma đầu này chúng ta tự nhiên sẽ đầu nhập dưới chứng tiền bối rồi liễu như nhớ cười khanh khách nói chúng ta chỉ cầu chui sát diệp lão ma tiền bối nếu có thể xử lý ma đầu này chúng ta tự nhiên sẽ ra sức vì nước rồi kính xin hạ hầu tiền bối ra tay bắt chết diệp thiếu ảo này chúng ta thế thất toàn lực phụ tá tiền bối siêu tầm nơi đây tất cả bảo vật hết thảy về tiền bối tất cả vương vũ lạnh nhạt nói hạ hầu thường trên mặt hiện lên vẻ khó khăn nhìn về phía diệp phúc sư huynh đệ bốn người chậm rãi đi tới mồm miệng không rõ nói cục cố tiên sinh bọn họ nói như vậy rất làm cho ngu huynh khó xử cố tiên sinh gần đây mưu kế trồng chất không không rằng tiên sinh vì Ngô huynh ra cái chủ ý đi Diệp Phúc vội vàng kéo lấy tay của Cố Ngôn Chi. Hạo Thường đi về phía trước một bước, hắn liền lui về sau một bước. Thủy Trung cùng Hạo Thường bảo trì một đoạn cự ly, mỉm cười nói: Hạ Hầu tướng quân, Thiên Kim dịch được, lương tướng khó cầu, không bằng tướng quân đem những người này hết thảy giết sạch. Sư huynh đệ bốn người chúng ta liền đầu nhập vào dưới trướng của tướng quân. Tướng quân lần này đơn giản là hy vọng thu được vu bảo trong bảo hồn giới. Có bốn người chúng ta cộng thêm tướng quân, còn có người nào sẽ là đối thủ của tướng quân nữa đây? Hạ Hầu Thường thấy hắn thủy chung đối với mình, phòng bị vạn phần, lúc này dừng bước lại, nghiền ngẫm cười nói: Ng "Người nói cũng có đạo lý, thật là làm ta khó, khó quyết định mà." Hắn hôm nay thỏa thuê mãn nguyện, ở đây nhiều người như vậy, không có một người nào là đối thủ của hắn, cho dù là bọn Diệp Húc cùng đám Mộng Giả Vân liên thủ cũng chạy không thoát khỏi tay của hắn. Loại cảm giác nắm giữ được sinh mạng người khác này thực sự là kỳ diệu, làm cho hắn không khỏi hưởng thụ như mèo dẫn chuột vậy quét qua quét lại trên mặt đám diệp phúc cùng mộng giả vân âm um, âm um, âm um, âm um. đảo nổi đột nhiên kịch liệt run run 24 đại đồng trụ phát ra thanh âm khanh khách xèo xèo trầm đục dọc theo biên giới đảo nhỏ chậm rãi di động sau khi đi tới một tiết khí thì lên dừng lại lập tức từ trong đảo nổi phảng phất chuyển đến thanh âm bánh răng chuyển động cũng bắt đầu chuyển động theo mọi người thấy đứng không vững vội vàng bay lên nhìn xuống dưới chỉ thấy bên ngoài đảo nổi là từng lớp từng lớp vòng tròn bao vào nhau, vòng to bao vòng nhỏ, tầng tầng lớp lớp, một vòng tiếp nối một vòng, từ xa nhìn lại cứ như một vòng tròn màu xanh cự đại, trong đó chất chứa đến cả ngàn răng, ngàn tầng. Những vòng tròn này có cái chuyển động về phía bên trái, có cái lại xoay về bên phải, nhìn cả tòa đào nổi thanh đồng giống như một cỗ máy móc vô cùng tinh vi đang bắt đầu từ từ vận hành. Âm um, âm um, âm um, âm. Um. 24 cây đại đồng trụ lần nữa chuyển động dọc theo biên giới đảo nhỏ, lần nữa tiến về một tiết phía trước rồi mới dừng lại hà hầu thường một quang chấp động đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tòa thanh đồng đại điện này tuyệt đối không phải là đầu mối của bà hồn giới mà là một phó đại điện phụ trợ thôi trong năm tòa đại điện khác tất phải có một chỗ căn bản của bà hồn giới hôm nay đã có người tìm ra là ở đâu nên đang cố gắng kích hoạt cả bà hồn giới rồi hắn rút cuộc bất chấp bọn người dập húc vội vàng xoáy lên kiểu dương lôi quang kỳ gào thét hướng ra phía ngoài bay đi Tỏa ba hồn giới này chỉ có ta mới có thể thu được Cùng ta tranh cho các người chết không có chỗ trốn Thời gian gián đoạn khi 24 cây đại đồng trụ chuyển động càng lúc càng ngắn Tốc độ vận chuyển của mấy vòng tròn trên đảo nổi cũng càng lúc càng nhanh Cơ hồ mấy ngàn cái bánh răng đều đang điên cuồng chuyển động cỗ khí tức tựa như mông lung này đến từ viễn cổ man hoang minh mông Lất phất chuyển đến từ đảo nổi Trung tâm bà hồn giới đã bị người kích hoạt Cái vu bảo này đang chậm rãi thức tỉnh phát ra khí tức khủng bố tới cực điểm thậm chí so với vị lão giả thần bí rút ra kim khí của hơn 10 tòa núi quạng kia còn muốn khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần đây là uy năng do một tòa đại điện trong bảo hồn giới phát ra cùng lắm thì cũng chỉ là một phần sáu uy lực của bảo hồn giới mà thôi đã liền lợi hại như vậy vu bảo này nếu như triệt để kích hoạt uy thế tất nhiên sẽ kiếp sợ thiên hạ kinh động cả những gia chủ hoàng chủ tài trí mưu lược kiệt xuất của các đại thế gia hoàng tộc cũng nên âm 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 oanh trong khoảng thời gian ngắn 24 cây đồng trụ liền vòng vo 12 tiết tốc độ dần dần nhanh hơn diệp phúc trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được không ổn trầm giọng mà nói sư huynh chú ý chúng ta tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây thì hơn bọn cố ngôn chi cũng phát giác tình huống có chút không khống chế được lúc này tế lên đại kỳ cùng phóng ra ngoài bọn bọng sảo vân cũng không dám chậm trễ lần lượt phóng lên trời ra bên ngoài các loại đại trận muốn lao ra khỏi thanh đồng đại điện đại đồng trụ chuyển động với tốc độ càng lúc càng nhanh tiếng nổ ầm ầm từ phía sau chuyển đến trong đó lại sẽ lẫn tiếng vang chói tai khi vòng tròn vận chuyển làm người ta tâm kinh nhục kiêu diệp phúc lao ra khỏi tòa đồng xanh đại điện chỉ thấy không biết bao nhiêu vũ sĩ chen trúc bay ra từ trong những đại điện khác dậm dạp chẳng chịt khoảng chừng gần ngàn người đây là bảo hồn giới đột nhiên hiện ra tại tây hoang đại mạc hấp dẫn tất cả vũ sĩ lịch lãm ở Tây Hoang Đại Mạc đến đây, thậm chí trong đó cũng có không ít người toàn thân tràn ngập yêu khí nồng đậm. Hiển nhiên đều là đại yêu tu luyện ở bên trong đại mạc. Những người này dừng lại tại trên không đại điện đều hướng sáu tòa đại điện nhìn lại, không biết đang xảy ra chuyện gì. Cố Ngôn Chi cũng tính toán dừng lại quan vọng, Diệp Phúc trầm giọng nói: "Tiếp theo nơi đây sẽ xuất hiện đại biến, số hình chúng ta đi mau thôi." Cố Ngôn Chi lúc này không dám chậm trễ, mang theo ba người bay thẳng lên mây, rút cục lo ra khỏi phạm vi của bảo hồn giới. Đại kỳ triển khai, đem sát khí trên không đại mạc bước lui. Bốn người đứng ở trên mặt cờ nhìn xuống dưới phía dưới, chỉ thấy không biết bao nhiêu vũ sĩ đều đang bay ra từ bảo hồn giới, hệt như châu chấu, các loại khí tức dị động. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Bảo hồn giới xuất hiện trong khoảng thời gian này, người đến chỗ này tầm bảo càng ngày càng nhiều, trong đó đa đỉnh kỳ cường giả cũng không phải là số ít. Trong sáu tòa đại điện, đột nhiên phóng xạ dạ ra quang mang vô cùng hào quang khuếch tán, giống như nước chảy bao phủ toàn bộ bảo hồn giới. Diệp Phúc chú ý tới, hơn trăm ngọn núi trong phạm vi, hơn ngàn dặm của bảo hồn giới, đột nhiên bẹp xuống, mỏng dính như tờ giấy vậy. Không chỉ là những ngọn đại sơn này mà thậm chí cả những vô sĩ chưa kịp thoát khỏi bảo hồn giới cũng vậy. Chỉ trong sát na, thân hình bọn họ liền bị ép cho bẹp lép, cố gắng trốn chạy, nhìn sống động cực kỳ phạm vi hào quang quích tán càng lúc càng rộng rút cục đem cả bảo hồn giới mà bao lại tất cả mọi người trong bảo hồn giới phảng phất tại thời khắc này đều định dạng có người cử động mà dậy làm ra tư thái bay lượn có người giá chú vu bảo sắc mặt lo lắng có người thì sắc mặt tư tợn nghiến răng nghiến lợi có người mở ra cái miệng rộng có vẻ đang cầm lên tư thái thiên kỳ bách quái cái gì cần cũng đều có cả bảo hồn giới rộng lớn mênh mông lúc này càng ngày càng dẹp biến thành một bức họa bao phủ ngàn dặm đang được mở ra mà những vũ sĩ chưa kịp đào tẩu thì biến thành người trong bức họa thậm chí lên cả vu bảo ngọc lâu hay bảo tháp cùng với vu pháp của bọn họ dùng để cố gắng phá vỡ bảo hồn giới mà ra cũng tại thời khắc này đều định dạng biến thành vật trong tranh thiên hình vạn trạng giờ khắc này ngàn dặm răng sơn như tranh vẽ bảo hồn giới rứt cục cũng trở về tướng mạo sẵn có của nó hóa thành cuộn tranh rộng đến ngàn dặm cuộn tranh này đang nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng biến thành bức tranh dài ba bốn mét quyển trục xoáy lên co lại thành một bức họa trục dài cỡ một hai mét lẳng lặng phiêu phù ở trên không trung họa trục này nhìn như tưởng chừng như vẽ lại ngàn dặm răng sơn kỳ thực thì là chính sau khi đem ngàn dặm răng sơn luyện hóa xong dung nhập vào trong vua bảo độ lượng to lớn thủ bút to lớn thường nhân khó có thể tưởng tượng ra được khi họa trục chưa được kích hoạt liền là một bảo hồn rộng lớn ngàn dặm bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ra vào. Sau khi kích hoạt rồi thì liền lập tức trở lại như cũ thành một bức sân hà đồ trắng lệ. Những vũ sĩ không kịp chạy thoát khỏi bảo hồn giới, hết thảy trở thành nhân vật được định dạng ở trong phong cảnh của tranh. Những người này trong bức họa sống hay chết ai cũng không nói rõ ràng được. Bọn họ còn có hô hấp, còn có tư duy hay không? Thế giới trong tranh có giống như thế giới bên ngoài hay không? Những điều này không một ai có thể trả lời. Vũ sĩ chạy ra được cũng có hai ba trăm người. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau có người lòng còn sợ hãi có người cũng đang thấp giọng buồn bã khóc không phải là sợ quá mà là có thân nhân bị nhốt trong tranh mất rồi bọn cố ngôn chi cũng là sởn tóc gáy nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như không phải giờ phúc nói phải chạy nhanh chỉ sợ bọn họ giờ phút này cũng sẽ biến thành người trong bức họa cũng may là chúng ta đi được nhanh bất quá vận khí của hạo thường lại không có được tốt như vậy hắn định đánh chết người đã kích hoạt họa trục nên chạy vào trong đại điện khác chỉ e là bây giờ cũng đã trở thành người trong tranh mất rồi Diệp Húc cười nói Hạ hầu thường tâm ngoan thủ lạt Lại giỏi về ngụy trang Chỉ có điều hắn rất tâm quá lớn Lúc này mới rơi vào kết quả như vậy Chu Thế Văn một quang lập lè Gắt gao nhìn thẳng cuốn họa trục này Liếm liếm môi Thiếu bảo Người kích hoạt quyển trục này không có đi ra Có phải là cũng bị phong ấn ở trong họa trục rồi hay không đấy Mấy người lướt nhau Trong mắt vương thần cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt Bảo vật loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Nếu là có thể nắm bắt được trong tay thì đủ để hoành hành ở một thời. Diệp Phúc cũng tim đập thình thịch, tuyệt thế trọng bảo giống như vậy, nói không động tâm đó là giả. Bất quá nơi đây có mấy trăm người đang nhìn chằm chằm, muốn tại trước mắt bao người lấy đi cái vũ bảo này, có thể nói là khó như lên trời. Cuốn họa trục lẳng lặng, lặng phiêu phủ ở không trung, đột nhiên một hình người mỏng manh nhỏ bé từ trong họa trục bay ra. Khi bay ra thì bé như con kiến, nhưng vừa ra ngoài thì liền khôi phục kích cỡ như người bình thường, là một lão giả tướng mạo trang nghiêm lão già này mặc áo bào xanh đỉnh đầu một quả nguyên đan lên xuống chìm nổi mặt mỉm cười ngoắc tay một cái liền thấy họa trục kia rơi vào trong tay của hắn là thiên chỉ phái giáo chủ tào húc dương một chính đạo vô sĩ lập tức nhận ra lão già này thất thanh nói nguyên lai là cưng giả cấp giáo chủ tự mình ra tay khó trách có thể đem quyền trục này kích hoạt được tào giáo chủ nhất định đạt được không biết bao nhiêu chỗ tốt ở trong cuốn họa trục này rồi Lần này thiên chỉ phái muốn phát đạt rồi đấy Lại nói Thiên chỉ phái là một môn phái hạng trung Môn phái này thành lập tại trường bạch thiên chỉ Lấy thiên chỉ làm trung tâm Địa vực xa xôi Ai cũng chưa từng nghĩ đến Thiên chỉ phái giáo chủ cư nhiên lại xuất hiện Tại Tây Hoang Đại Bạc Tào húc dương nhẹ nhàng vút ve bộ họa trục Trong nội tâm vô cùng vui Lại vào lúc này chỉ thấy một chiếc phủ Từ trên trời giáng xuống bổ thẳng xuống đỉnh đầu của hắn một đạo phù này hào quang rầm rộ phảng phất có du thế thiên quân ích dịch lưỡi búa lớn khoảng chừng vài trăm mét còn chưa rơi xuống đại mạc cũng đã vỡ ra một cái rãnh sâu không thấy đáy dài đến hơn nghìn thước cách tàu húc dương cách đó không xa có hơn 10 tên vũ sĩ thân hình đột nhiên vỡ ra là bị cứu lưu vô hình cắt chúng diệp phúc chú ý tới những vũ sĩ này thậm chí có một đan đỉnh kỳ cường giả cũng vô thanh vô tức chết đi thậm chí còn đan đỉnh cũng nhá lên một tiếng chưa làm hai nửa đây là cường giả cấp giáo chủ đánh lén ở ngoài trăm dặm đã tới lên vua bảo tính toán đem Tào húc xương tập sát cướp đoạt họa trục ồ oh, là là triệu vũ khí triệu huynh của khai dương tông hay sao tàu húc dương thoáng cửa lạnh nhìn đại phủ rơi xuống con mắt cũng không nháy trực tiếp đem họa trục triển khai ngàn dặm trắng lệ sân hà theo bức tranh chung này Sơ nổi lở ra đại phủ chui vào trong bức tranh sân thủy giống như châu đất xuống biển đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa lại có ba kiện vu bảo cấp chân giáo từ xa tập sát mà đến, cuốn động thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm. Hiển nhiên nơi đây đã tới không ít cường giả cấp giáo chủ, bởi vì chậm một bước bị Tào Húc Dương đem họ trục lấy đi, không có cam lòng, lúc này mới ra tay cướp đoạt. Âm phủ phái, Ngũ Đại tông, cổ tuyển môn giáo chủ, giáo chủ rõ ràng cũng chấp thủ rồi sao? Có người nhận ra ba kiện bảo vật trấn giáo này, nhịn không được nghẹn họng kinh hô. Ba kiện vu bảo hùng hổ xa xa đánh tới, thiên địa một mảnh hỗn loạn thậm chí liền phong sát trên cung trung cũng bị cắt nát phúc xoẹt một tiếng tào húc dương lần nữa tiến lên họa trục đem ba kiện bảo vật cấp chân giáo hết thảy thu lại trường thanh cười to à à à à à các vị sư huynh làm gì giấu đầu lộ đuôi như vậy nếu như muốn cướp đoạt bảo vật này của tào mỗ đại khái có thể quang minh chính đại ra tay đi hắn trên mặt đầy sắt khí trong nội tâm hào hùng tự nhiên sinh ra ngạo nghĩ mà nói Hôm nay ta có được bức họa trục này Khiến các ngươi ngấp nghé thèm muốn Xem ra tả mẫu không thể không đại khai sắp giới rồi Lấy máu của đám môn chủ Giáo chủ các ngươi đến huyết tế vu bảo của tả mẫu ta Hắn trực tiếp tiến lên họa trục Chỉ thấy bức họa này mở ra Phiêu phụ ở trên đỉnh đầu của hắn Trong họa trục vô số đỉnh núi di động ong ong tắc hưởng Đột nhiên từng ngọn núi liên tiếp nhảy ra Phiêu hốt hiển hiện ở trên khung trung Cự đại uy năng khiến tu vi của mọi người Hoàn toàn không còn tác dụng toàn bộ bị ép chế lùi về trong cơ thể một vu sĩ từ giữa cung trung rất xuống kể cả bốn người diệp phúc dù là có vu bảo cấp chấn giáo nhưng cũng bị ép từ trên cao quẳng xuống cố dù hình nơi này sắp biến thành chiến trường của cường giả cấp giáo chủ chúng ta đi mau diệp phúc trầm giọng nói lúc này nhanh chân chạy như điên cố ngôn chi chu thế văn cùng phương thần giật mình tỉnh ngộ lập tức nhanh chân chạy theo các vũ sĩ khác cũng đều hướng bốn phương tam hướng chạy thuộc mạng không ai dám can đảm ở chỗ này dừng lại cường giả cấp giáo chủ cho dù là không sử dụng phu bảo cũng có thể đơn giản đưa bọn họ gạt bỏ huống chi giờ phút này tây hoang đại mạc không biết đã có bao nhiêu cao nhân xuất hiện đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đấy ngấp nghé bức họa trục nơi đây tuyệt đối sẽ biến thành một cái cự đại chiến trường lưu lại chỉ có thể là tay ương nhóc con thật sự là cuồng vọng tìm được thiên sơn thanh điện đồ mà tây hoang lưu chuyển thế này liền cho là mình vô địch thiên hạ hay sao buồn cười thật buồn cười không trung đột nhiên chuyển tới một thanh âm to lớn chỉ thấy thiên địa lập tức trở thành một phiến đỏ rực như máu chỉ nghe pang một tiếng trên không trung đột nhiên xuất hiện một dòng sông dài đến mấy trăm dặm trải từ bắc tới nam một tòa cung điện phiêu phù trên mặt sông theo phương bắc mà đến bên ngoài cung điện có một đại hán tóc đỏ đứng trên mặt sông đỉnh đầu hiện ra một ngụm đồng trung cự đại chính là đại diễn thần trung vô số ký hiệu trên mặt đồng chung không ngừng mà lưu chuyển, chẳng khác nào hồ điệp đang bay lượn. Chiếc đại diễn thần trung này đã được xích phát đại hán tế luyện đến không biết bao nhiêu trọng, so với khẩu đồng chung của Diệp Phúc thiếu uy năng cách biệt như trời với đất vậy. Khí thế cực khủng bố, cơ hồ là ngang với vị cao nhân thần bí đã rút ra kim khí của hơn 10 núi núi quặng mỏ kia. Mình hả giáo chủ sao? Tào Húc Dương sắc mặt biến hóa, khóe mắt cũng không khỏi kịch liệt run rẩy, trong nội tâm bất an Minh Hà giáo là một giáo phái ở phía Bắc Tần quốc, thực lực cường đại, vượt xa những môn phái khác. Những môn phái vừa và nhỏ, nhất là Minh Hà giáo chủ, thực lực thâm bất khả trắc, không phải hắn có khả năng đo lường được. Đại phái giáo chủ loại này hơn phân nửa đã tu luyện tới nguyên thai kỳ đỉnh phong, triệt để luyện thành nguyên thai, thậm chí có khả năng đã bắt đầu dùng thiên địa kiều sát rèn luyện nguyên thai, hướng thuần dương cảnh giới chuyển biến. Mục quang của Tào Húc Dương rơi trên tiên sơn thanh điện đồ, dung khí cuồn cuộn bộc phát, hắn kể to nói: Minh Hà giáo chủ Người khác sợ ngươi Ta không sợ Hôm nay ta có được bức họa trục này Minh Hà giáo ngươi Ta chỉ một tay là có thể tiêu diệt được Hắn lại còn chưa dứt Chỉ thấy đại hán tóc đỏ Cười lạnh một tiếng Đại diễn thần trung kịch một tiếng vang thật lớn Thiên sơn thanh điện đồ Kịch liệt run rẩy Từng tòa dãy núi biến ảo Đem đại diễn thần trung uy năng triệt tiêu đi Họa trục này đã từng là bá chủ thống trị một phiến thế giới Do Tây Hoang luyện ra Tuy đã thất lạc không biết bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn là vũ bảo đỉnh cấp như trước. Thiên Sơn Thanh Nhật Đồ tuy có thể ngăn cản uy năng của đại diễn thần trung, thế nhưng Tà Húc Dương lại ngăn cản không nổi. Vì giáo chủ của Thiên Chỉ phái đờ đẫn ngẩn ngơ tại chỗ, thân hình đột nhiên nổ tung, bị thần trung chấn thành từng hạt bụi nhỏ theo gió tung bay. Ở phía xa xa đám người Diệp Húc đã dùng tốc độ điên cuồng chạy ra xa hơn 10 dặm, tiếng chuông chuyển đến, không biết bao nhiêu người thân thể đều nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Diệp Húc mặt như giấy vàng, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên tu vi của hắn thấp tiếng chuông của đại diễn thần trung ảnh hưởng đến hắn rất lớn cũng là lớn nhất luôn nếu không phải nhục thể của hắn đã luyện tới cực kỳ cường hoành chỉ sợ cũng sẽ bị diễn cho phấn thân toái cốt dư vị của thần trung không dứt thình thịch rồi lại thình thịch lại có mấy người bị tiếng chuông chấn vỡ thậm chí liền cả hắn cũng bị chấn cho khóe miệng tràn máu thần trung cỡ này tiếng chuông thậm chí có khả năng quanh quẩn vang vọng đến mấy tháng không ngừng phá hủy hết thảy tính mạng đem đại mạc biến thành một mảnh từ địa Diệp sư đệ Nhanh sử dụng hóa thu đan Đột địa đào tàu đi Có ngôn chi xa xa hô to Cùng chu thế văn phương thần Hai người nhất tề hóa thành cửu dư Đáp xuống đất Trên đại mạc mà chạy như bay Diệp húc chất chất nhắn tình Sắc mặt lập tức khổ sở Còn bà nó chứ Ta ở trong bà hồn giới đã dùng hết cửu dư rồi Sớm biết thế này thì cướp đoạt của một số vũ sĩ vậy Cường giả như vậy giao thủ Những người khác đừng nói không có chỗ nhúng tay Thậm chí tư cách đứng xem cũng không có trốn không thoát phạm vi sát thương của Vũ bảo ắt sẽ tai mạng được lắm ta nhớ ngày hôm nay chờ ta đem đại diễn thần trung luyện đến 49 trọng rồi ta sẽ đem đến minh hà giáo các ngươi gõ ba năm chơi chơi dương âm của tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không ngừng quanh quẩn không dứt diệp phúc khổ không thể tả hung ác lên tiếng nói đại hán tóc độ này đơn giản liền đem tào húc dương xử lý mặt mỉm cười tế lên đại diễn thần trung liền tính toán đem tiên sơn thanh điện đồ nhận lấy Tây Hoàng đã chết không biết bao nhiêu năm rồi Bức thiên sơn thanh điện đầu này đến nay vẫn giữ được quy lực cỡ này Xem ra thượng cổ hoàng gia thắc thực không thể dò xét được Hắn vừa mới đem thiên sơn thanh điện đồ thu vào trong thần trung Đột nhiên sắc mặt kịch biến Chỉ thấy hư ảnh một ngụm đại đỉnh từ xa cuộn cuộn mà đến Âm ầm đâm vào phía trên đại diễn thần trung Trung lớn lập tức chia năm xe bảy Mảnh vỡ của nó bay đi bốn phương tám hướng Hạ ra thiên đỉnh hư ảnh sao đại hán xích phát sắc mặt sáng hết vội vàng thả người trở lại bên trong cung điện minh hà đồ chờ hắn trong chớp mắt bay đi vô tung vô ảnh khẩu đại đỉnh đánh nát đại diễn thần trung kia chỉ là một trong chín thiên đỉnh hư ảnh của hạ gia mà thôi cũng không phải là chân thân của kiều đỉnh lại đơn giản đem đại diễn thần trung đánh nát bởi vậy hắn một khắc cũng không dám dừng lại lập tức bão táp rời đi diệp phúc chạy như điên thật lâu Rất cuộc tính chuông càng ngày càng nhỏ vừa mới nhẹ nhàng thở ra đột nhiên một cái một quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống âm ầm, ầm rơi ở trước mặt của hắn hóa ra là một mảnh vỡ thần trung to bằng ngọn tiểu sơn ong ong chấn vang lên không dứt còn bà nó chứ lão tử sẽ đi minh hà giáo các ngươi gõ liền ba trăm năm kìa. diệp phúc bị dư âm của thần trung tàn phiến truyền đến chấn cho thất khiếu phun huyết lập tức liền ngất đi kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 38 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.